Xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình sang chậu cho cây hoa hồng á, mình quay lại cho các bạn xem. Thì cây hoa hồng này nó cũng tương đối dễ trồng, thì từ Bắc vào Nam thì vùng nào cũng có thể trồng được cây hoa hồng. Nó tương đối thích nghi với khí hậu thổ nhưỡng của Việt Nam mình á, thì vùng nào cũng có thể trồng được cây hoa hồng này hết. Do là mình trồng trong chậu như vậy á, thì mình phải chọn cái chất trồng cho nó hợp lý để cho nó thích nghi sinh trưởng và phát triển tốt các bạn. Các bạn chọn chất trồng sai á, nó sẽ gây còi cọc và cây nó phát triển kém nha, mà nó còn có thể gây chết luôn nha mấy bạn. Chọn chất trồng sai cũng có thể gây chết cây nữa nha. Thì ở đây mình có 3 loại chất trồng. Thì cái này là hỗn hợp đất mình ủ với lại là lá cây với lại là cỏ đó mình nhổ lên á, mình ủ chung lại với nhau hết là cái chất trồng đó. Còn cái này là hỗn hợp xưa dừa, tro trấu, phân bò hay mục với lại là trấu sống. Cái này người ta bán tại các chỗ bán cây cây trồng, cây cảnh đâu á, người ta bán, người ta nói về có thể sử dụng liền. Nhưng mà các bạn lưu ý nha, thì chất trồng này mình trước khi mình muốn trồng á, mình phải mua về trước, mình ủ thêm khoảng vài tháng nữa mình mới trồng thì cây nó mới phát triển tốt được nha. Bởi vì mình để ý là người ta bán với dạng công nghiệp á, người ta xử lý chất trồng này chưa tốt mấy bạn. Xưa dừa đâu á, người ta xử lý chưa có tốt đâu. Với lại là phân bò, người ta nói là phân bò hai mục, nhưng mà mình thấy là nó chưa có hoai mấy bạn. Mấy bạn trồng vô thì cây nó ăn tới rễ, nó ăn tới phân bò đồ á, nó sẽ gây chết rễ, rễ nó sẽ bị chết. Mình thấy lúc mà mới mua về nó sinh nhiệt nhiều lắm, là do nó trong quá trình phân hủy mấy bạn. Chất trồng này nó xử lý chưa tốt, mấy bạn mua về mấy bạn ủ thêm. Mình không dùng liền, nhưng mà mình mua về mình để đó mình ủ thêm khoảng vài tháng mình sử dụng. Còn cái này là sỉ than. Cái này mình nhặt ở mấy cái chỗ mà người ta nấu ăn xong người ta bỏ, mình nhặt về mình đập ra và mình rửa lại. Cái này là than tổ ong mấy bạn, rửa lại bởi vì trong than này nó cũng mặn lắm. Thì chất trồng của mình có 3 loại như vậy á, gồm có đất ủ với lại rác. Rác ở đây là lá cây với lại là cỏ, chứ không phải là bọc ni lông với lại là chai nhựa đâu mấy bạn. Còn cái này là hỗn hợp xưa dừa cho trấu á, với lại là sỉ than, gồm có 3 loại như vậy. Thì sau này mấy bạn có bón thêm á, thì các bạn xài phân dynamite, phân hữu cơ đó mấy bạn, thì mình sẽ bón thêm cho nó sau. Bây giờ mình không có trộn chung, bởi vì mình không có trộn chung với phân dynamite, bởi vì mình mới vừa trồng á, thì rễ nó không phải là 10 hay 20 ngày sau rễ nó ăn ra cái chất trồng này được đâu mấy bạn. Nó phải 2-3 tháng nó rất là lâu nó mới ăn ra thành chậu được. Cho nên là mình bây giờ mình trộn nhiều chất dinh dưỡng vô á, mình trộn phân rồi vô cho nó nhiều á, sau khi mình tưới với lại là mưa đồ á, nó sẽ rửa trôi đi hết, chứ nó cây nó cũng không có ăn được đâu mấy bạn. Mình cứ nghĩ là trộn cho tốt vô cây nó ăn, bởi vì mình trồng mới vừa sang chậu á, thì rất là lâu sau nó mới có thể ăn ra được tới thành chậu, chứ không phải là 10-20 ngày sau thì nó có thể ăn được ra nha mấy bạn. Cho nên là cái chất trồng này á, nó cũng đủ dinh dưỡng rồi, nó cũng chưa có thiếu để mà mình bón. Tại sao mình sử dụng phân dynamite đó mà mình không sử dụng phân bò nha mấy bạn? Bởi vì lúc trước mình có sử dụng phân bò á, thì nó có nhiều con sùng á, trong phân bò nó có con sùng mấy bạn, nó ăn rễ, nó cắn rễ, nó ăn rễ của cây hoa hồng á, nó gây chết cây luôn. Từ đó mình không có sử dụng phân bò nữa nha. Thì phân bò nó cũng là phân hữu cơ rất là tốt, nhưng mà do mình xử lý không tốt á mấy bạn, nó có nhiều con sùng á, sùng nó nhiều lắm. Mình cũng lúc mà mình xài thì không có, nhưng mà chắc có trứng trong phân các bạn, cho nên là nó gây chết cây, sau này mình không có sử dụng nữa. Sau khi trộn chất trồng xong, giờ mình sẽ sang chậu cho nó. Thì vô cái chậu này mình để dưới cây mít đó mấy bạn, lá nó rụng vô mình để luôn. Thì lá này nó cũng không có bích lại mấy cái lỗ mà thoát nước đâu mấy bạn,
cái này nó cũng dễ, một lá lá mít mà mình để luôn. Bây giờ các bạn cái chậu này các bạn cắt bỏ cái chậu này luôn nha các bạn, do là mình sang chậu nguyên cây á, cành nhánh lá hoa gì nó rất là nhiều á, mình tiết cái chậu mình úp ngược lại hay là mình làm mình nhổ lên các bạn, nó sẽ động rễ á, nó sẽ gây mất nước, rễ nó bị tổn thương đó mấy bạn, nó sẽ hút nước không được, nó sẽ gây chết cây nha. Còn các bạn mà cắt còn cái gốc không á, cắt cành lá là bớt á, thì mình sang chậu nó dễ. Còn cái này là mình để nguyên cây luôn, cho nên là mình sẽ xé bỏ cái chậu này. Mấy bạn giữ được cái bầu đất sao mà cho nó không bị vỡ mấy bạn, nó tổn thương đến rễ á, thì nó sẽ tốt. Bởi vì cái này là mình sang chậu là nguyên cây luôn, nguyên cây bông hoa lá rồi là nguyên cây, cho nên là mình phải cố gắng để mà mình giữ cho cái bầu đất nó không bị vỡ ra, nó giữ được cái bầu đất nguyên á, nó sẽ tốt nha các bạn, nó không gây ảnh hưởng tới cây, mình giữ nguyên cái bầu đất này luôn. Rồi mình bỏ chất trồng vô mấy bạn. Như lúc nãy mình nói á mấy bạn, thì sau khi mà sang chậu á thì rễ nó cũng chưa có ăn được ra cái chất trồng mới đâu, nó cũng phải cần có thời gian nó mới ăn ra được. Thì mình trồng sang chậu về khoảng tuần á, mình phải ngâm phân dynamite á, mình tưới vào cái bầu đất cũ của nó mấy bạn, để mình bổ sung chất cho nó nha, chứ mà không thì nó sẽ gây còi cọc cho cây nha mấy bạn. Thì các bạn sau này thì mấy bạn có thể bón thêm phân dynamite cho nó. Mình thì sử dụng trồng hoa hồng, mình sử dụng phân đó không mấy bạn, phân hữu cơ á, mình không có sử dụng phân bò nữa. Lúc nãy mình có nói mình sử dụng phân bò mấy bạn, nó có nhiều con sùng nó ăn rễ của cây hoa hồng này, nó sẽ gây chết cây, cho nên là mình sau này mình hạn chế sử dụng phân bò đối với cái cây này hoặc là hoa mấy bạn. Hoa thì nó cái con sùng nó cũng ăn rễ, nó gây chết. Thì các loại cây trồng, cây ăn trái rồi thì sử dụng phân bò tốt, nhưng mà các loại hoa rồi mình trồng trong chậu á thì nó không tốt. Giờ mình sẽ tưới cho nó nha mấy bạn. Thì do chất trồng này nó tơi xốp dữ lắm, mấy bạn tưới nó sẽ rút xuống, nó sẽ rút xuống, thì mấy bạn cũng để vậy nha mấy bạn. Mấy bạn phải chừa ra chậu một ít như vậy á, sau này mình sẽ dễ bón phân hơn. Các bạn mà thay chậu mà mấy bạn để cái chất trồng nó ngang với mặt chậu, nó bằng với mặt chậu, sau này mình bón phân nó rất là khó luôn nha mấy bạn. Cho nên là như vậy á, nó cũng đủ chất trồng, nó cũng đủ rồi mấy bạn. Mình chừa ra một khoảng về để sau này mình bón phân rồi nó cho nó dễ nha. Mới sang chậu như vậy thì mình phải bê vào cái chỗ mà bóng râm mấy bạn, thoáng mát, bóng râm á, nắng ít á, mình để, chứ mình không nên để với nắng trực tiếp, nó sẽ cây nó đang yếu mấy bạn. Thôi chào tất cả các bạn nha, hẹn các bạn ở các video tiếp theo nha.